Xin chào quý vị phụ huynh, bố mẹ đang cho con học tập học tại Super Brain Ba Đình. Hôm nay thì thầy Cường xin chia sẻ với cả bố mẹ một cái cách để giúp cho các con ứng dụng phương pháp Super Brain trong cái toán lớp 3. Đó là một trong những cái mục mà các con dễ bị nhầm nhất. Đó là gì ạ? Ứng dụng của Super Brain trong việc cộng trừ các phép tính từ 10.000 cho đến 100.000. 10.000 cho đến 100.000. Đó, ứng dụng phương pháp đó với việc cộng trừ từ 10.000 cho đến 100.000. Cái này xuất phát từ đâu ạ? Bản thân thì con của mình cũng đang học lớp 3 và bạn ý cũng phải thực hiện các phép tính cộng trừ từ hàng trăm đến hàng nghìn, và rất là thú vị khi mà bạn ấy tự tìm ra cái cách để ứng dụng kết hợp giữa phương pháp của Super Brain với cả phương pháp ở trên trường. Và cái cách này cũng là từ bạn ấy chia sẻ với cả mình. Và bây giờ chúng ta đã biết, ở Super Brain thì các con có thể thực hiện cộng trừ rất là thoải mái và dễ dàng từ 0.99, nhưng mà với cái sự bắn tay hoặc là trên Soroban đó. Nhưng mà với phương pháp cộng từ 10.000 cho đến 100.000, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng làm nhé. Bây giờ trong trường hợp thứ nhất, đó là gì? Phương pháp này sẽ dùng cho những bạn nào ạ? Những bạn đang học ở giữa, khoảng giữa finger 1 hoặc là từ finger 2 trở lên. Đó, từ finger 2 trở lên. Thì với Super Brain ấy, thì những bạn học từ finger 2 trở lên có thể từ 5 tuổi hay là 6 tuổi trở lên rồi là bạn ấy bắt đầu học finger 2 này được rồi, nếu mà bạn ấy học từ năm 4 tuổi. Chính vì thế chúng ta hãy cùng nhau làm mẫu. Ví dụ ở đây là nếu như mà các bạn học finger 2 rồi thì chúng ta sẽ cùng làm mẫu luôn. Bố mẹ có thể cho các bạn ấy xem và các bạn ấy làm theo nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một phép tính hàng trăm trước đi, là 375 cộng với cả 296, đúng không nào? Với các bạn học Super Brain ấy, thì các bạn ấy sẽ không phải nhẩm tính trong đầu là 5 cộng 6 bằng bao nhiêu nữa. Các bạn ý 5 cộng 16 tức là thêm 10 bớt 4, nó sẽ ra 11. Và 11 thì các bạn ấy sẽ ghi 11 vào đây. Phương pháp thông thường thì các thầy cô sẽ bảo nhớ 1 vào đây, nhưng mà không, thì chúng ta sẽ nhớ 1 như thế này. Chúng ta ghi luôn số 1 ở trên, đúng không ạ? 11 mà, thì chúng ta ghi 1 ở đây và ghi số 1 ở đây. Xong rồi chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng tiếp là 1 cộng 7 cộng 9. 1 cộng 7 cộng 9 sẽ bằng 17. Thì chúng ta lại ghi 7 ở đây và ghi 1 ở đây. Chúng ta sẽ làm tiếp là 1 cộng 3 cộng 2. 1 cộng 3 cộng 2, đó gì ạ? Nó sẽ ra 6. 671. Đây là đáp án của phép tính cộng. Và tương tự, bố mẹ cho con làm tiếp phép tính này. Thứ nhất đó là gì ạ? 4, 5, 7, 8 cộng với cả 2, 9, 6, 3. Cách làm tương tự thôi. Đó là gì? Thay vì chúng ta phải nhớ ở đâu đó ấy, thì chúng ta hãy ghi luôn cái số lên trên nháp của chúng ta. Ví dụ như là 8 cộng 3, 8, 8 đây, cộng 3 đúng không ạ? Thêm 10 bớt 7 là sẽ là 11. Ta lại ghi 11, ghi 1 ở đây và ghi 1 ở trên này. Đó, 11 mà. Đó, tiếp chúng ta lấy 1 cộng 7 cộng 6, đúng không ạ? Đó là gì ạ? 1 cộng 7 cộng 6 bằng 14. Chúng ta lại ghi 4 ở đây và ghi 1 ở trên này. 14 mà, 14. Đó, tiếp chúng ta lại lấy 1 cộng 5 cộng 9 bằng 15. Thì sẽ ghi gì ạ? Ghi 5 ở đây và ghi lại ghi 1 ở đây. Đó, chúng ta làm tiếp ạ. 1 cộng 4 cộng 2 sẽ bằng 7. Rất là dễ dàng. Và phép tính thứ 3. Đó, đây là phép tính cộng nhé. Phép tính thứ 3, phép tính này thì xin mời quý phụ huynh hãy cho con đang học từ finger 2 trở lên rồi, các bạn hãy thử tự làm xem. Đó, đó là gì ạ? 5, 3, 7, 6, 9. Đây, hàng chục nghìn này. Cộng với cả 2, 7, 8, 4, 3.
Rồi, đáp án là bao nhiêu? À, mời quý vị phụ huynh hãy thử cho con làm và theo từng bước nhé. Hãy làm lại phép tính này. Làm lại. Xong rồi sau đó làm lại phép tính này. Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là phép tính này. Xem là đáp án bao nhiêu nhé. Đáp án bao nhiêu, quý vị hãy comment ở dưới. Và video tiếp theo tôi sẽ làm về phép trừ. Đó, và nếu như mà quý vị có ý tưởng hoặc là có thể liên tưởng vào cách làm trong phép trừ như thế nào, đừng ngại chia sẻ với tôi và chia sẻ. Hoặc là nếu mà quý vị có cách nào khác để ứng dụng phương pháp Sovereign cho các con thực hiện phép tính một cách dễ dàng và nhanh chóng và không bị áp lực thì có thể chia sẻ ở đây. Đó, tương tự như cái này thì các con sẽ tư duy rất là dễ. Các con có thể thêm hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hay hàng triệu rất là dễ. Thậm chí là gì? Cộng mấy hàng cũng được. Mấy hàng cũng được luôn. Đó, và trong cái video tiếp tới tôi sẽ làm từ 3 hàng, 4 hàng trở lên. Rồi, xin chào quý vị phụ huynh. Quý vị phụ huynh hãy nhớ cho con làm thử từng phép tính một. Và sau đó chúng ta sẽ xem phép tính cuối cùng con làm có đúng không nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.